Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại quay giới thiệu cho bác một cái trang trại cây ăn trái nhé, gồm bít và sầu riêng, nằm trên cái mặt đường liên thông. Ở đây là ngay đây là cái con đường nhựa này, từ đây cái đường nhựa khoảng tầm 500 m, và trước sau thì cái con đường này là cũng là con đường nhựa, tại vì tới đây là cái con đường nhựa cụt này, và cái đường này là thông về lối Saraka và ra đường quốc lộ 14. Bên đường tỉnh lộ 685 là từ đây cách đường tỉnh lộ 685 thì rơi vào khoảng tầm cỡ 2 km. Và cái mặt đường của mình đây là 500 m, hơn 500 m mặt đường này. Một trang trại, cái mảnh đất này gồm có 17 ha. Diện tích là 17 ha, sổ sách đầy đủ. Trên đất của mình là có một căn nhà này, hai căn nhà, có hai căn nhà. Có một cái giếng khoan và trồng đông đặc là sầu riêng và mít thái. Đây như thế này. Sầu riêng thì bác chủ nhà trồng khoảng cách là cây là 6 m, và mít cũng thế. Cây là 6 m. Trồng hoàn toàn là sầu thái. Năm nay là bước sang năm thứ 2, được 2 năm tuổi, hệ thống tưới bếp là ráp đầy đủ hết. Có nhà giếng khoan, và bên dưới đường sau cái mảnh đất của mình là đã có là mình có là 300 m mặt view hồ nhé, một cái hồ nước lớn. Và giá bác chủ nhà đưa ra cho cái mảnh đất này là 1,50 tỷ trên 1 hecta, 1,150 tỷ trên 1 hecta. Đông đặc là cây ăn trái. Địa chỉ đất của mình đây nằm trên địa bàn xã Hưng Bình, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông, rất là thuận tiện. Đường đất lớn, cách đường nhựa là 500 m, xe ô tô, xe tải, xe ba giò đi vào tận nơi. Đây là có thêm một cái chòi gỗ nữa này. Đó, quanh đây thì điện rất là mạnh, bác nào mà thích tưới bằng điện thì kéo điện 3 pha được luôn nhé. Tổng diện tích là 17 ha là trồng đông đặc như thế này hết. Thì khi em có hỏi là bác chủ nhà là được bao nhiêu cây sầu riêng và bao nhiêu cây mít thái thì bác chủ nhà không đếm được, cũng không nắm rõ là bao nhiêu cây, nhưng mà trồng đông đặc là hết vườn. Tổng diện tích là 17 ha này luôn. Đất mình đây thì đất đỏ ba gian này. Đó, trồng thẳng hàng thẳng nối là cứ một hàng mít là một hàng sầu riêng. Thì sau này 2-3 năm là mình thu mít thái. Rồi khi nào mà cây sầu riêng lớn lên mình cắt đi thì thành một vườn sầu riêng luôn các bác nhé. Một trang trại thẳng hàng thẳng lối rất là đẹp. Đó, bên này cũng vậy này. Riêng mà cái độ đất bằng như thế này, độ đất bằng này thì nó nằm tầm cỡ rơi vào khoảng tầm cỡ hơn 10 hecta. Còn phía bên dưới đây thì đất nó nải thôi, có một chút là dốc. Nói chung là diện tích là này thì cũng khá lớn, nên là không tránh khỏi là cái phần mà đất dốc được. Hệ thống tưới bếp là khắp vườn, rất là đẹp. Đất mình đây là quay hướng chính tây cốt gió này, hướng chính tây. Trước mặt em này là view hồ này, view hồ là 300 m mặt view hồ. Đó, đông đặc. Đất của mình đây dài từ đây tới giáp ranh mới có xu bên kia đúng các bác nhé. Trồng hoàn toàn là sầu riêng và mít thái. Đó, khắp vườn rất là bài bản, hoàn toàn là sầu riêng thái. Đó, phía bên này bắt đầu là tới chỗ này bắt đầu đổ dốc xuống hơi triền này, mất khoảng tầm vài mẫu thôi, vài mẫu là triền và mất khoảng tầm có 1-2 mẫu là đất dốc, còn lại cứ bằng và thoải thôi. Mặt view hồ dưới đây, bên dưới chân mặt view hồ của mình đây là 300 m mặt view hồ, rất đẹp. Cái mặt đường lúc đầu tiên em quay là cái con đường đó, trước sau gì cũng lên đường nhựa. Thì cái mặt đường đó thì bác chủ nhà nói là khoảng tầm cơ trên 500 m. Đất của mình là dài tới chỗ cái eo bên phía bên này các bác nhé. Đây này, chỗ cái eo bên này, giáp ranh nối cái vườn cà phê sen điều này. Đó,
giáp ranh cái vườn cà phê Sen Điều này. Đây là bác chủ nhà đang tưới phân này, làm một cái múc một cái hồ nước ở đây, rồi trộn phân tưới cho cây ăn trái này. Mặt đất khá là rộng, view hồ thoáng. Từ đây mình có thể nhìn xa ra phía bên trước mặt em đây, chỗ mình em đang đứng đây là thuộc là xã Hưng Bình các bác nhé. Trước mặt em đây là thuộc là xã Đắc Ru này, xã Đắc Ru, xã Đắc Ca bên này này đó. Còn phía trước mặt phía bên đồi bên này, đây là ngăn cách bằng cái đập nước này. Đó, cái đập này là đập mình đây là đập bên nhà nước là đắp lại nhá, đắp lại để cho dân sinh là mình tưới hồ tiêu nhé. Thì trước mặt em đây, phía bên này là thuộc xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Bên này là thuộc Bình Phước này, bên mình đây Đắk Nông, bên này Bình Phước này. Đó, cái mảnh đất của mình đây là nằm đầu của tỉnh Đắk Nông, là thuộc huyện Đắk Lấp. Nếu mà tính từ chỗ em quay này ra ngoài tới được quốc lộ 14 đầu của tỉnh Đắk Nông ấy, tới trạm thu phí ấy, thì rơi vào khoảng là 10 km, rơi vào 10 km, đi hoàn toàn là đi đường nhựa gần tới nơi luôn. Nói chung mảnh này thì rất là thuận tiện. Đó, phía bên này thì cũng hơi dốc với phía bên này này, nhưng mà ô tô là chạy xuống tới quanh bờ đập được các bác nhé. Đó, mất chỗ này là mất vài mẫu chỗ này này, phía bên này mất khoảng tầm cỡ hơn 1 hectare bên này, và chỗ này mình mất khoảng tầm cỡ 2 hectare bên này nữa, gần 2 hectare bên này nữa là đất dốc này. Đây, chỗ này dốc này. Đó, bên này dốc này, bên dưới này bằng, bên dưới kia là bằng. Và chủ nhà cũng trồng là cà phê này, và cũng trồng sen là đông đặc, là hết là cái cây sầu riêng này. Còn bên này là mít Thái này, bên tròn kia nó có ít tiêu, ít cà phê thôi. Nói chung là mặt view hồ của mình là từ phía bên này. Đây, cái đường ống đây là bác chủ nhà đặt hết đường ống này này. Đó, đường ống này này, đây là đường ống tưới nha các bác nhá. Đó, là răng tưới bên cây cao bên này. Đây, mình là từ bên phía bên này. Đó, từ phía bên này là chạy dài sang tới bên đầu bên này. Đó, là chỗ này nó của mình đây là 300 m mặt view hồ. Bếp đầy đủ hết, đông đặc là mít và sầu riêng. Bác nào mà yêu thích cái mảnh đất này thì liên hệ em qua số điện thoại 0969780789 nhé, hoặc là kết bạn em qua Zalo số điện thoại đó, em sẽ gửi hình sổ cho các bác xem. Sổ sách đầy đủ, miếng này thì sổ sách đầy đủ đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, rất là phù hợp cho bác nào mà yêu thích view hồ này. Mua cái mảnh đất này toàn trồng hoàn toàn là cây ăn trái để nghỉ dưỡng này, rất là đẹp. Rồi, em xin dừng video tới đây, và các bác xem nào. Bác nào mà xem xong thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Sau đó nhấn hình quả chuông để tiện theo dõi những video sau của em. Em xin chào tất cả các bác.